Cuộc khủng hoảng tại Ukraine vẫn đang là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và tốn nhiều giấy mực của báo chí. Kinh tế Ukraine vốn đã yếu kém, nay lại gặp phải sự bất ổn khi người dân không đồng lòng. Người vẫn tin tưởng chính phủ, người lại muốn ly khai để về Nga. Liệu bao giờ bức tranh ở Ukraine mới thôi ảm đạm để mà tươi sáng trở lại? Trước khủng hoảng của Ukraine, nhiều ý kiến cho rằng cớ sự ngày hôm nay xảy ra là do Ukraine đã chọn châu Âu thay vì Nga. Nhưng theo ông Pavlo Sheremeta, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine chỉ 5 tuần sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất, cho rằng Ukraine không chọn giữa châu Âu hay Nga, mà nước này chỉ đang tự đấu tranh với chính mình. Hiện tại, nhiều người cho rằng Ukraine đang buộc phải lựa chọn hoặc đứng về phía Liên minh châu Âu hoặc đứng về phía Nga hay là một nhóm liên minh nào đó. Song người dân và chính phủ Ukraine không nhìn nhận tình thế lúc này như vậy, bởi vì trận chiến lớn nhất không phải là lựa chọn bên nào, mà là trận chiến Ukraine hiện tại phải đối mặt với Ukraine trong quá khứ. Mà Ukraine trong quá khứ như thế nào, tôi nghĩ mọi nhà đầu tư đều hiểu rõ. Đó là một chính phủ với đặc trưng là nạn tham nhũng, lạm dụng nhân quyền. Còn trong tương lai, tôi tin rằng Ukraine sẽ dân chủ hơn, nhân quyền, luật lệ và thương mại, mọi thứ đều dân chủ hơn. Phát biểu của Bộ trưởng Ukraine rõ ràng vẹn cả đôi đường, vừa nói lên những nỗ lực của chính phủ mới, vừa không động chạm đến bên nào. Tuy nhiên, vấn đề là ngay trong chính quốc gia này, không ít người dân đã thẳng thừng bày tỏ ý muốn theo bước Crimea, tức là được tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Từ đầu tháng 4, một số thành phố ở miền đông Ukraine như là Sloviansk, Donetsk, Kharkiv, lực lượng phản đối chính phủ đã kéo ra biểu tình, thậm chí chiếm đóng các trụ sở chính quyền và xô xát với cảnh sát. Những người này liên tục kêu gọi ly khai khỏi Ukraine để về Nga, đồng thời đổ lỗi cho chính phủ về sự nghèo đói, thiếu thốn và bất ổn của mình. Con trai tôi cũng ở đây, ngay trên phía rào chắn, chẳng ai bắt nó đi cả, chẳng ai bắt ai đi cả. Chỉ tự chúng tôi thấy là phải đi. Lương thì xuống thấp, xăng dầu, thuốc men, thức ăn, tất cả đều trở nên vô cùng đắt đỏ, và mọi người chẳng ai thoải mái. Nước Nga sẽ không bao giờ để chúng tôi rơi vào tình cảnh này. Tôi muốn Tổng thống Putin giúp đỡ chúng tôi, những người ở miền đông Ukraine, còn ai không muốn giúp thì nên đi với phương Tây. Trước tình hình này, vào ngày 13 tháng 4, chính phủ Ukraine đã tiến hành chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn ở miền đông nước này và đã tối hậu thư cho lực lượng chống chính phủ. Một số điểm biểu tình đã leo thang thành bạo động đến mức xảy ra tử vong. Hoạt động kinh doanh tại những thành phố phía đông Ukraine dĩ nhiên không thể diễn ra bình thường. Ví dụ như tại Slavyansk, rất nhiều cửa hàng phải đóng cửa, trên đường phố chỉ xuất hiện vài chiếc xe và lác đác người đi bộ. Chuyện của Crimea chưa kịp lắng xuống thì làn sóng phản đối chính phủ ở miền đông lại nổi lên, khiến nhiều người đặt câu hỏi, bao giờ thì Ukraine mới yên ổn trở lại. Kinh tế Ukraine hiện vẫn trong thế ngàn cân treo sợi chỉ, mà sợi chỉ mong manh ấy ở đây là những gói hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế như là IMF, EU. Còn nhớ khi mới xảy ra chuyện Crimea tách khỏi Ukraine về Nga, Ukraine đã tuyên bố rút khỏi cộng đồng các quốc gia độc lập CIS. Khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Lavrov cũng là thư ký điều hành của CIS nhận định, lối thoát duy nhất của Ukraine trong giai đoạn khủng hoảng khó khăn này là phải tự lực cánh sinh, cải cách hiến pháp và chấm dứt việc để các nước khác can thiệp vào vấn đề nội bộ quốc gia. Ukraine cần một cuộc cải cách hiến pháp thực sự chứ không phải bình mới rượu cũ, nhưng để làm được điều này, cần hạn chế sự can thiệp từ bên ngoài. Không thể phủ nhận nhận xét của đại diện CIS là hoàn toàn có lý. Ukraine luôn chịu sự ảnh hưởng, thậm chí lệ thuộc vào các nước bạn, mới đây nhất là Nga. Hiện tại, 50% nhu cầu ga tại Ukraine đều trông cậy vào nguồn cung từ Nga, đồng thời 50% ga xuất khẩu từ Nga sang EU cũng phải đi qua Ukraine. Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho rằng mức giá này là không chấp nhận được. Thứ nhất, mức giá đó là hoàn toàn không chấp nhận được. Thứ hai, Liên bang Nga hoàn toàn có thể hiểu được vấn đề này. Thứ ba, không có lý do gì để Nga tăng giá ga của Ukraine như vậy. Ông Yatsenyuk cũng cho rằng sắp tới để tạo thêm áp lực, Nga có thể sẽ hạn chế nguồn cung ga sang Ukraine. Chúng tôi nghĩ Nga sẽ tiếp tục tạo áp lực lên thị trường ga bằng các biện pháp hạn chế nguồn cung ga sang Ukraine. Liệu trong thời gian tới, chính phủ nước này có làm cho Ukraine trở nên độc lập hơn? Mọi chuyện có lẽ phụ thuộc nhiều vào cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong tháng 5. Hai ứng cử viên sáng giá bây giờ là tỷ phú Petro Poroshenko, vốn được xem là ông trùm trong ngành sản xuất bánh kẹo của nước này, và bà Yulia Tymoshenko, thường được biết tới như nữ hoàng khí đốt tại Ukraine.